Chào tất cả mọi người, chào quý khách hàng thân mến, chào các nhà đầu tư bất động sản, anh chị đầu tư bất động sản. Em nay đang đứng trên đường tỉnh lộ 841, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Em sẽ giới thiệu review một cái nền bề ngang 5 m, dài 29 m, khuôn thổ nha, khuôn thổ. Đây là tỉnh lộ 841, hướng này là hướng chạy về thành phố Hồng Ngự nha. Đây cách Hồng Ngự tầm khoảng 7 cây số, cách ủy ban nhân dân thị trấn Thừa Thứ Tiền tầm khoảng 70 m. Cách trung tâm thị trấn Thừa Thứ Tiền tầm khoảng 33 cây số. Cái nền này vị trí cũng cực đẹp nha. Nằm trên đường tỉnh lộ 841. Thì phía bên đây thì nằm phía bên kia điện bên đó đó, không không có dây điện nha, phía trên thì không có dây điện, không có cục điện đó. Nắng sáng mát chiều, vị trí bên đó quá đẹp, nắng sáng mát chiều. Em sẽ đi cận cảnh tới cái nền ha, em đi qua được đây rồi. Cái nền thì nó còn hơi thấp hơn đường tầm khoảng 2 m ạ, 2 m. 5 dài 29, mình nhắc lại nha, 5 dài 29 thổ cư, xin lỗi, 5 dài 28 khuôn thổ. Giá luôn, mình công khai cái giá bán luôn, giá bán của cái nền này là 1 tỷ 4, 1 tỷ 4 còn thương lượng nha, 1 tỷ 4 còn thương lượng. Thì ở đây thì có những tiềm năng phát triển ở ngoài cái cồn, hai cái cồn ngoài kia thì có khu du lịch của ông Novaland vậy ha. Thì tất cả mọi người ai cũng biết rồi, thì đầu tư ở đây là một là đầu tư lãi vốn ha, còn hai là cái nền này nếu mà khách hàng mua ở thì cũng tuyệt vời, bởi vì là đây là đường chính nói liền giữa thị trấn Thường Thới Tiền và thành phố Hồng Ngự, và đi vào Châu Đốc ha, cửa khẩu Thường Phước luôn. Tiện ích của nó, cái nền này là mình buôn bán kinh doanh thì được, ok, cà phê quán nước quá tuyệt vời, điện đường trường trạm đầy đủ hết, đất vị trí rất đẹp. Đây cái cách chợ trung tâm Thường Thới tầm khoảng 700 m, là tới chợ trung tâm. Trường học thì sát bên, trường học thì cách tầm khoảng 30 m là tới trường học. Trường trung học cơ sở thì tầm khoảng 700 m là tới trường trung học cơ sở Thường Thới Tiền. Thì anh chị có nhu cầu mua nền liên hệ với em qua số điện thoại 0397 037 099, em tên Nhàn ha. Giá bán này thì em chào mức giá này thì trong vòng 30 ngày nếu không bán được thì em sẽ định giá lại ha. Thì anh chị xem video nhớ coi ngày em đăng video nha, em công khai giá luôn, 1 tỷ 4 còn thương lượng nha. Rồi chào các anh chị nha. Rồi cảm ơn các anh chị đã xem hết video, xin chân thành cảm ơn. Dạ em chào, em xin chào.